Israel tiếp nhận hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD từ Mỹ. Hôm nay, ngày 15 tháng 10, Lầu Năm Góc xác nhận các bộ phận của hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD đã đến Israel từ ngày 14 tháng 10 và vũ khí tối tân của Mỹ sẽ được đưa vào sử dụng trong tương lai gần. Reuters dẫn lời thiếu tướng Pat Ryder, phát ngôn viên Lầu Năm Góc, xác nhận việc chuyển giao hệ thống thát cho Israel từ ngày 14 tháng 10. Ông nói thêm rằng quân nhân Mỹ và những hệ thống bổ sung sẽ tiếp tục được gửi đến quốc gia đồng minh trong thời gian tới. Khẩu đội thát sẽ đạt đến năng lực hoạt động đầy đủ trong tương lai gần, nhưng vì lý do an ninh, chúng tôi sẽ không đề cập đến thời gian triển khai cụ thể, theo người phát ngôn. Cùng ngày, Thủ tướng Liban Nazim Makati tuyên bố nước này sẵn sàng tăng cường sự hiện diện quân sự ở miền Nam nếu thỏa thuận ngừng bắn được áp dụng. Hiện tại chúng tôi có khoảng 4.500 binh sĩ ở miền Nam Liban và chúng tôi muốn tăng quân số lên 7.000 đến 11.000 người, ông Mikati trả lời phỏng vấn hãng tin AFP. Ông cho hay, ngay sau khi các bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn, quân đội Liban sẽ điều động các đơn vị từ những nơi khác trên lãnh thổ đến miền Nam. Cách đây hai tuần, Israel bắt đầu triển khai các chiến dịch có giới hạn trên bộ tại khu vực và Thủ tướng Mikati nhận được thông tin đã xảy ra các vụ xâm nhập biên giới một cách chớp nhoáng từ phía láng giềng. Ông Mikati cũng cho hay sân bay Beirut đã được tăng cường an ninh và chính phủ đã làm mọi điều có thể trong phạm vi năng lực của mình để ngăn chặn bất kỳ nguyên nhân nào có thể khiến Israel tấn công vào phi trường duy nhất của Liban. Israel cảnh báo đáp trả không thương tiếc Hezbollah Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ tấn công Hezbollah ở Liban không thương tiếc sau khi lực lượng này tập kích căn cứ quân sự Israel khiến hơn 60 binh sĩ thương vong. Chúng tôi sẽ tiếp tục tấn công không thương tiếc Hezbollah ở tất cả các vùng của Liban, bao gồm cả Beirut. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 14 tháng 10 cho biết trong chuyến thăm căn cứ quân sự bị Hezbollah tấn công gần Bini Amina, phía nam thành phố Haifa. Tuyên bố được đưa ra chỉ một ngày sau khi Hezbollah tập kích bằng máy bay không người lái UAV nhằm vào căn cứ quân sự của Israel khiến 4 binh sĩ thiệt mạng, hơn 60 người bị thương. Đây có thể coi là vụ tấn công chết chóc nhất lên lực lượng Israel trong vòng một năm qua. Vài phút trước vụ tấn công, còi báo động ở miền Bắc Israel đã vang lên, nhưng lại không hề có còi báo động tại căn cứ bị nhắm đến. Các UAV mang thuốc nổ đã vượt qua hệ thống phòng thủ đa lớp của Israel và đánh thẳng vào doanh trại huấn luyện quân sự nằm sâu trong lãnh thổ Israel. Trong những năm qua, Israel đã xây dựng hệ thống phòng không để cung cấp khả năng bảo vệ rộng rãi trước hỏa lực tên lửa tầm ngắn cũng như tên lửa tầm trung và tầm xa, mặc dù các chuyên gia cảnh báo rằng hệ thống này chưa toàn diện. UAV có thể được vận hành từ xa, xâm nhập và tấn công lãnh thổ đối phương âm thầm hơn so với tên lửa rocket. Tuy hệ thống phòng thủ Israel nhiều lần hạ gục UAV, nhưng không ít UAV đã xâm nhập không phận Israel, trong một số trường hợp dẫn đến hậu quả chết người. Một quan chức an ninh Israel cho biết, UAV khó bị phát hiện hơn vì một số lý do Chúng bay chậm và thường bao gồm các bộ phận bằng nhựa, có dấu vết nhiệt với hệ thống radar yếu hơn so với tên lửa và tên lửa mạnh. Quỹ đạo cũng khó theo dõi hơn, chúng có thể có đường bay dòng đến bất kỳ hướng nào, bay thấp nên dễ bị nhầm với chim. Israel vẫn đang điều tra để tìm hiểu cách thức UAV Hezbollah dễ dàng qua mặt hệ thống phòng không được đánh giá là một trong những hệ thống tốt nhất thế giới của nước này. Trong khi đó, Hebola cho biết Họ phóng đồng thời hàng chục tên lửa và một phi đội UAV khiến hệ thống phòng không Israel quá tải. Hezbollah nói vụ tập kích nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Liban gần đây. Sau gần một năm, từ khi các vụ pháo kích xuyên biên giới lẫn nhau nổ ra, kể từ ngày 23 tháng 9, Israel đã tăng cường chiến dịch đánh bom các mục tiêu Hezbollah trong lãnh thổ Liban, bao gồm cả thủ đô Beirut, theo AFP, chiến dịch tấn công của Israel đã khiến ít nhất hơn 1.300 người ở Liban thiệt mạng và hàng nghìn người khác bị thương, còn số thực tế có thể cao hơn nữa. Israel tuyên bố sẽ không ngừng chiến dịch cho đến khi đẩy lùi hoàn toàn mối đe dọa từ Hezbollah. Tel Aviv cũng đã mở cuộc tấn công trên bộ nhằm vào khu vực biên giới phía nam Liban. Chính quyền Thủ tướng Israel Netanyahu cho hay, các hành động quân sự này nhằm tạo vùng điểm an ninh, cho phép hàng chục nghìn người dân ở khu vực biên giới phía Bắc Israel trở về nhà sau một năm di tản vì đạn pháo Hezbollah. Trong khi đó, theo Tổ chức Di trú Quốc tế ở Liban, các cuộc giao tranh giữa Israel và Hezbollah một năm qua khiến khoảng 690.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Cựu quan chức NATO cảnh báo nguy cấp về chiến trường Ukraine, tướng Haran Kuzak. Cựu tham mưu trưởng quân đội Đức và chủ tịch ủy ban quân sự NATO nhận định rằng cứ điểm then chốt của Đông Bắc là Bokrov chắc chắn sẽ thất thủ. Ukraine sẽ sớm phải từ bỏ thành phố Bokrov, quan trọng của Đông Bắc, khi hệ thống phòng thủ của thành phố này dần sụp đổ trước các cuộc tấn công của Nga, theo tướng Harald Kuzak. Trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo và người dẫn chương trình Bokskat Flavio von Guizben, hôm 13 tháng 10, ông Kuzak, người từng là chủ tịch ủy ban quân sự NATO từ năm 2002 đến năm 2005, cho rằng kế hoạch của Ukraine nhằm chuyển hướng các đơn vị của Nga khỏi Đông Bắc thông qua cuộc tấn công Kursk đã thất bại vì Nga không phải cắt giảm cuộc tấn công của mình trong khu vực. Ukraine ban đầu dự định rằng Nga sẽ rút quân chiến đấu trở lại khu vực Kursk, nhưng giờ đây điều này lại gây bất lợi cho chính họ vì Nga hiện đang trói buộc lực lượng dự bị của Ukraine đang rất cần thiết hiện đang mất tích ở Đông Bắc, ông cho biết, đồng thời mô tả cuộc tấn công Kursk là một hành động toàn diện. Kết quả là Nga đang dần tiến vào Đông Bắc với tốc độ phù hợp với mong muốn giảm thiểu tổn thất, Kuzak nói. Nga đã đạt được những bước tiến gần Bokros, Kuzak lưu ý, mô tả thành phố này nằm cách Donetsk khoảng 50 km về phía Tây Bắc là có tầm quan trọng sống còn do ý nghĩa về mặt hậu cần của nó. Ukraine vẫn giữ vị trí của mình, nhưng chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi thành phố này sụp đổ. Tình hình của lực lượng vũ trang Ukraine rất cấp thiết và ngày càng trở nên cấp thiết hơn, bất chấp sự hỗ trợ vật chất và tài chính khổng lồ từ phương Tây, ông nói. Theo Kuzak, xét về mặt này, cuộc xung đột đang có xu hướng giảm đối với Ukraine, đồng thời cho biết thêm rằng quỹ đạo này rõ ràng đã tăng tốc. Nếu không có thỏa thuận chính trị, thì Ukraine sẽ phải chịu thất bại về mặt quân sự, vị tướng này dự đoán. Khi giao tranh diễn ra dữ dội ở ngoại ô Bokros, các quan chức Ukraine đã nhiều lần mô tả tình hình ở đó là khó khăn. Một số hãng truyền thông phương Tây cũng cảnh báo rằng việc mất Bokros không chỉ cản trở hoạt động hậu cần của quân đội Ukraine ở Donbass, mà còn dán một đòn nghiêm trọng vào nền kinh tế của đất nước vì khu vực này đóng vai trò là nguồn than chính cho ngành công nghiệp thép và sắt của nước này. Quân đội Nga đã đạt được những bước tiến ở Donbass trong những tuần gần đây, giành quyền kiểm soát hàng chục khu định cư, bao gồm cả thành trì chính Ukraine ở phía nam của mặt trận. Cả hai khu vực Donetsk và Lugansk ở Donbass đều bỏ phiếu áp đảo để gia nhập Nga trong các cuộc trưng cầu dân ý vào mùa thu năm 2022, cùng với hai vùng lãnh thổ cũ khác của Ukraine. Chỉ huy Ukraine tiết lộ chi tiết cuộc xâm nhập Nga chỉ huy lữ đoàn không kích 80 của Ukraine, Pablo Rozak, đã tiết lộ chi tiết về chuyến vượt biên giới Nga trước khi diễn ra chiến dịch đột kích vùng kết của quân đội Ukraine. Theo RAPDA, trong một cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, ông Rolak cho biết các lính dù thuộc lữ đoàn không kích 80 của lực lượng vũ trang Ukraine đã xâm nhập được vào vùng kết của Nga hai ngày trước khi chiến dịch bắt đầu. Việc tiếp cận sớm giúp họ phá vỡ hệ thống liên lạc và khiến các đơn vị của Nga bị mất phương hướng. Chỉ huy Rolak nói, Đơn vị của tôi đã vượt biên giới 2 ngày trước khi chiến dịch diễn ra. Chúng tôi ẩn nắp trong rừng, chờ đợi đến giờ hành động. Những đồng chí của chúng tôi từ lực lượng đặc nhiệm đã thực hiện một chiến dịch mạo hiểm. Nếu quân Nga phát hiện ra chúng tôi, yếu tố bất ngờ sẽ không còn nữa. Tôi rất lo lắng nhưng chúng tôi đã di chuyển thành từng nhóm nhỏ 6 người, đi từ hàng cây này sang hàng cây khác, ẩn nắp trong rừng. Viên chỉ huy này cũng mô tả cách đơn vị của mình vượt qua một trạm kiểm soát và tấn công một cứ điểm của Nga từ phía sau. Điều này cho phép các binh lính Ukraine loại bỏ thành công mối đe dọa và cho phép công binh tạo ra các lối đi qua bãi mìn. Những người lính của chúng tôi đã xâm nhập vào hậu phương của quân Nga, chiếm được một cứ điểm này rồi lại một cứ điểm khác. Trong khi đó, một đại đội khác đã đi qua các bãi mìn và tiến lên. Hai tiểu đoàn cùng lúc vượt qua một khoảng trống duy nhất trong bãi mìn. Một tiểu đoàn đi thẳng, một rẽ trái. Sau đó, chúng tôi bảo vệ khu vực, giúp các kỹ sư tiếp tục công việc của họ một cách an toàn. Theo các nguồn tin mở, thành phần cốt lõi của chiến dịch đột kích vùng Kursk của Nga gồm hai lữ đoàn của lực lượng tấn công đường không của Ukraine, đó là lữ đoàn 80 từ Lviv và lữ đoàn 80 từ Chernihiv, đều mới thành lập vào năm ngoái. Trong tuần thứ hai của chiến dịch, một phần của lữ đoàn tấn công đường không 95 dày dặn kinh nghiệm đã tham gia cùng họ. ISW chỉ rõ mục đích Nga tấn công các cảng của Ukraine. ISW chỉ ra rằng Nga đang nhắm mục tiêu vào các cảng của Ukraine để làm suy yếu sự hỗ trợ quốc tế dành cho Kiev và đẩy đối thủ phải sớm ngồi vào bàn đàm phán. Các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ nhận định lực lượng Nga đã tấn công các tàu neo đậu tại các cảng Ukraine lần thứ tư kể từ ngày 5 tháng 10 là một phần trong chiến dịch tấn công rõ ràng của Moscow với mục đích phá vỡ hành lang ngũ cốc của Ukraine, làm suy yếu sự hỗ trợ quốc tế dành cho Kiev và gây áp lực buộc nước này phải sớm ngồi vào bàn đàm phán. Chính quyền khu vực Odessa đưa tin, lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo vào cảng Odessa vào chiều ngày 14 tháng 10, đánh trúng tàu treo cờ Belize NS Moon và tàu chở hàng Joy Optima treo cờ Palau, cũng như cơ sở hạ tầng cảng và một kho ngũ cốc. Các quan chức Ukraine cho biết, cuộc tấn công của Nga vào ngày 7 tháng 10 đã làm hỏng tàu Optima. Các nguồn tin ủng hộ Kiev trước đó có xác nhận Nga gần đây đã nhắm mục tiêu vào các tàu neo đậu tại cảng Odessa. Vào đêm ngày 5 và 6 tháng 10, cũng như đêm ngày 7 và 9 tháng 10. Các nhà quan sát quân sự người Nga nhận định cuộc tấn công ngày 9 tháng 10 của Moscow là nhằm làm suy yếu niềm tin vào hành lang ngũ cốc. Báo cáo có nêu rõ, ISW mới đây đánh giá rằng các cuộc tấn công của Nga vào tàu và cơ sở hạ tầng hành lang ngũ cốc khác gần như chắc chắn làm suy giảm niềm tin của phương Tây vào khả năng giữ vững và bảo vệ hành lang của Ukraine, ảnh hưởng tới các cuộc thảo luận đang diễn ra của phương Tây về sự hỗ trợ lâu dài dành cho Ukraine và làm suy yếu sự sống còn của nền kinh tế Ukraine trong chiến tranh. Những nhận định đáng lưu ý trong báo cáo ngày 14 tháng 10 của Viện Nghiên cứu Chiến tranh. Thứ nhất, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov đã đến Trung Quốc trong chuyến thăm chính thức vào ngày 14 tháng 10, nêu bật việc tiếp tục hợp tác quốc phòng Nga-Trung trong bối cảnh diễn tập hải quân song phương ở Thái Bình Dương. Thứ hai, đây đã là lần thứ tư kể từ ngày 5 tháng 10, lực lượng Nga tấn công các tàu cập cảng Ukraine, một phần trong chiến dịch rõ ràng của Nga nhằm vào các khu vực cảng dân sự nhằm mục đích phá vỡ hành lang ngũ cốc của Ukraine, làm suy yếu sự hỗ trợ quốc tế dành cho Kiev và đẩy nước này vào tình thế phải sớm tiến hành đàm phán hòa bình với Moscow. Thứ ba, các nguồn tin Nga khẳng định lực lượng Moscow đã chiếm lại các vị trí tại khu vực cớt trên lãnh thổ Nga. Thứ tư, lực lượng Ukraine đã giành lại được vị trí tại trung tâm Torets. Thứ năm, lực lượng Nga đã tiến hành một cuộc đột kích cơ giới có quy mô cấp tiểu đoàn theo hướng Kurakhove và thực hiện một cuộc tiến công về phía đông bắc của Ukraine.